Xin chào quý vị và các bạn đến với trận đấu ngày hôm nay, trận đấu giữa Real Tobama và FC Tinfast. Vâng, đây xin giới thiệu với các bạn là thủ môn là tên gì quên rồi. Văn Đức. Thủ môn Văn Đức đến từ Savannakhet Lào. Okay. Với mái tóc đặc trưng là mái tóc vàng. Tóc này màu vàng. Ok chưa? Vâng, trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Em không bên đây nào. Thôi đừng đi với em vui. Quay đi. Đừng đi em vui. Đừng có bình luận đâu. Đừng có bên đây không đường. Em bình luận đi. Thôi. Mệt rồi. Bây giờ không làm mệt lắm. Biên nha, biên nha. Có thể hôm nay nha. Biên nào. Em bảo vui. Mình kia đâu ổng quyến này. Ê. Phong ơi. Quay đi mày. Quay cái, không sao đâu, quay tí thôi. Anh em của anh không bỏ vị trí nhá, không bỏ vị trí nhá. Nào. Đơn giản. Tiếp tục. Ok em ơi. Ui, đã 6 giờ rồi. Anh Tuấn nhìn anh Hoàng kia à. Đấy, người ta lấy vợ các thứ, người ta định vợ để giết anh. Cháu nó còn đi đâu rồi không biết đây này. Em mà chuyển giới nha, anh Tuấn không phải lo luôn. Rồi này, quay cho em sẽ bắt gôn cho. Anh em đá kiểu không quen thời tiết đấy anh, nên là sốc, nên toàn đi bộ thôi. Này cái nhịp độ đá giao hữu nó khác với nhịp độ đá đội mình ấy. Nó sốc. Đi bộ ra anh nhá.
áp sát luôn em, áp sát luôn. Ok. Tôi đây. Ủa đứng này mỏi nhỉ anh nhỉ? Đứng này còn làm hơn mệt hơn cả ba cả là đi làm ai tổ. Đơn giản lên. Ok. Tiếp tục đi, chưa còi cứ đá đi anh em. Bắt đầu em để ngoài kia anh. Biên kìa, có sai không? Biên à? Sai không đá biên à? Không phải đâu, em đã để đá biên. Nào về nào, giữa đâu? Ok em. Tốt đây. Đơn giản thôi em. Lỗi rồi. Thằng này nó thật thà nhỉ? Tốt! Khỏe thế! Úi dồi! Giữa đầu! Trúng vệ nào! Hôm nay không có nhắn tin cho mình nhỉ? Em đi thử gọi cho xem mạng có lag không nào. Hôm nay em chỉ kiến tạo chẳng ghi được bàn nào em đâu, bực dọc quá rồi. Một cái đá như thế đã bật. Bật cái bát xa như thế. Trang à, chu đáo thế, mặt đẹp trai hơn rồi đấy. Tiếp tục đá đây, không sao, đá đây nào, cố lên anh em. Quay luôn! Quay!
Anh mình không đái mà tía anh mình có được ăn trực không anh? Ba đứa đẹp cả ba. Đẹp kiểu lạ. Cái gì? Mày 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 cho tao gì mày? À cò. Em cứ chạy đi. Từ đây nhà vệ sinh còn tắc nữa. Nhà bọn em mấy đồng cái gì? Bọn anh bảo nó bị tắc ấy. Cái gì? Quấy hùng. Cái gì? Đâu? Dì sang em ơi, dì sang, ok. Nó đánh cho lại này bảo nó đã. Nó trêu nó. Ờ anh em cố gắng lên nào, 5 phút nữa nào, cố lên. Tốt Tân ơi. Ok ok. Ok dặn neo. Chậm lại, chậm 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 chậm. Ok em ơi. Giữ chân mà còn đi thằng gái. Khác gì đang tán một người nào đấy mới được cô tạc có 2 tuần. Sao mà quen nhau được? Dựa đầu, dựa đầu, ok. Nhưng mà được cái anh em vẫn khỏe, nó chạy được. Tốt đấy. Dựa, ok. Anh Đức ơi, anh Đức ơi. Ra đi còn về uống bia. Thế giờ đây đang căng thẳng quá rồi. Ok, okay. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình có quý vị và các bạn là trận đấu giao hiếu thứ 3 giữa hai đội Real Tobama và FC Tít Vát. Lần này chắc tôi không cần đọc. Nhưng mà sau hai đội này áo giống nhau ta?
Ở nhà áo nhìn giống nhau lắm anh ạ. Không biết ai mà ai luôn. Đây toàn đội mình mà. Nhưng mà mặc áo nhìn em nhìn đội nào? Cái này anh ngu mình luôn. Em quay. Mình không quay nhá. Ôi ông không đá đâu. Em không, cà phê uống được. Tiến đây. Giờ lắm này em đi lạ không? Quay nhá. Thanh ơi, vào nhà đi. Thằng ơi, cuối em ơi, xong ra lẽ đỏ này. Thăng, long nào. Ra mặt đỏ nào. Long.